cơ bản là em thấy thời tiết hiện tại nó đang nóng lên nhiều. Thế là nóng lên toàn cầu rồi, tan băng này, tăng mực nước biển này. Chúng ta cần phải thay đổi, chúng ta cần phải đổi ngay lập tức bây giờ. Làm nó có gì đâu, bảo vệ môi trường là ai mà trách nhiệm của mọi người. Vì tương lai con em chúng ta phải lan truyền những hành động tốt để mọi người có thể cùng nhau chung tay bảo vệ trái đất ạ.